Cũng như nhiều gia đình khác, gia đình chị Linh luôn có thói quen mua và dự trữ nhiều thực phẩm, từ các loại rau, củ, quả đến các loại thịt cá cho những ngày Tết. Như các gia đình khác thì gia đình tôi cũng thường có thói quen là mua tích trữ thực phẩm để sử dụng trong 3 ngày Tết. Bởi vì thường những ngày đấy thì các cái siêu thị hay là chợ ấy thì cũng chưa hoạt động. Thế cho nên là mà trong những ngày đấy thì thường các gia đình đều làm cái mâm cơm để cúng tổ tiên. Và thường thì tôi hay mua đại diện như là gia cầm cũng có, ví dụ gà hay là thịt lợn, rồi là các cái loại hải sản để đại diện mỗi thứ một tí. Tại vì là thường là các mâm cỗ cúng là phải có cả rau củ quả này, rồi là lại có cả thịt, rồi có cả các cái loài bơi lội gì đó đấy, cho nó đa dạng. Có thể thấy, mua nhiều và dự trữ nhiều thực phẩm để dùng trong dịp Tết đã trở thành thói quen của nhiều gia đình người Việt. Thông thường, vào các ngày giáp Tết, đặc biệt là từ ngày 23 trở đi, các gia đình sẽ bắt đầu tích trữ những loại thực phẩm cần thiết. Trước kia là tất cả hàng Tết người ta dồn cho ngày Tết, thành ra là sau Tết ấy thì là thường là bị thiếu hụt, cho nên người ta phải dự trữ. Thứ hai là tâm lý đầu năm người ta không muốn phải bỏ tiền ra đi mua. Và một mặt khác còn phải nói là chợ ngày Tết ngày xưa ấy thì nó lại không phải là nó có, mà người ta phải chờ cái ngày tốt, ngày đẹp người ta mới mở hàng. Cho nên nếu không có dự trữ thì sẽ rất khó có đủ các loại thực phẩm dùng cho những ngày Tết. Gần Tết, nhu cầu mua bán thực phẩm gia tăng đột biến, vì thế nguồn cung thực phẩm cũng rất đa dạng. Đi đến bất cứ khu chợ nào, từ siêu thị, trung tâm thương mại đến các chợ cóc, chợ tạm, người dân đều có thể dễ dàng chọn mua những loại thực phẩm cần dùng trong ngày Tết. Tháng giêng ấy hay là Tết ấy là một cái tháng rất quan trọng của người Việt. Cho nên người ta dự trữ lương thực cho cả tháng giêng chứ không phải là chỉ có dự trữ trong mấy ngày Tết. Người ta cũng dự trữ vì là cái lượng khách đến chơi người ta không lường được là có bao nhiêu người sẽ đến chơi, cho người ta cũng phải dự trữ trong ngắn ngày trong những ngày Tết. Rồi là người ta dự trữ những cái thứ mà dễ dự trữ, ví dụ lạc, vừng, các cái rau củ quả là những thứ mà rất là dễ để mà chúng ta có thể gọi là dự trữ được. Người ta cũng dự trữ cả thịt, cá và trứng, đặc biệt là trứng. Người ta cũng dự trữ rất nhiều. Rồi người ta còn dự trữ bánh trưng, giò chả, vân vân, rất nhiều thứ, nhiều cách dự trữ. Tuy nhiên, chị Linh cũng như nhiều người tiêu dùng rất lo lắng, bởi đây cũng là thời điểm mà các loại thực phẩm không đảm bảo chất lượng, hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc, trà trộn và nhiều hơn. Vì thế, lựa chọn thực phẩm thế nào là đúng cách, bảo quản thực phẩm thế nào là an toàn để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình trong dịp Tết đến, xuân về, đang là vấn đề được gia đình chị cũng như rất nhiều gia đình khác quan tâm. Để chọn được thực phẩm tươi, ngon và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, người tiêu dùng cần chú ý đến tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng tới chất lượng của chúng như nguồn gốc, màu sắc, mùi, vị. Trong đó, nguồn gốc là yếu tố quan trọng, có vai trò quyết định tới chất lượng của thực phẩm. Về ngày Tết ấy, thì ta phải nói nên lựa chọn các loại thực phẩm có cái nguồn gốc rõ ràng và nơi bán nó có địa chỉ. Đối với các loại rau củ quả nên chọn theo mùa vì chúng dễ phát triển mà không cần nhiều phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật hay chất bảo quản.
Vì thế vào dịp Tết, người dân nên mua các loại rau, quả như bắp cải, cải xanh, cà chua, su hào, bởi đây là mùa của những loại thực phẩm này. Với bắp cải, nên chọn những cây bắp cải lá cuộn chặt, lá dày đầu và khép kín, không xòe, cuống nhỏ, nặng tay. Với cà chua, nên chọn quả đỏ hồng, chắc tay, rắn, không dập ủng, cuống tươi non, nhất là cà chua hồng vì nó có ruột đặc, ít bột, nhiều sinh tố. Đối với các loại rau cải, nên chọn cải non, lá xanh, mỏng, cuống to. Chọn su hào lá xanh mướt, có phấn, vết cắt ở cuống còn nhựa là loại mới nhổ, vỏ mỏng, cuống lá to, lá dày màu xanh là su hào non. Tất cả các loại rau, củ quả nên mua loại tươi ngon, không bị dập nát, hình dạng bình thường, màu sắc tự nhiên, cầm chắc nặng tay, không nứt vỏ, không héo úa, không có mùi vị lạ. Đặc biệt, người tiêu dùng cần cẩn trọng với các loại rau, củ quả có màu sắc quá mỡ màng, vỏ láng bóng, tươi một cách bất thường vì có thể chúng đã hấp thụ một lượng đáng kể hóa chất bảo vệ thực vật và thuốc kích thích tăng trưởng. Thì thứ nhất là các loại rau thì ta nên chọn lựa các loại rau củ quả, cái đó nó dễ bảo quản được dài ngày, đặc biệt là su hào này, cà rốt này và đặc biệt là củ cải rất có giá trị trong những ngày Tết vừa mát. Thứ hai nên chọn các cái loại rau có cái nguồn gốc rõ ràng và nơi bán nó có địa chỉ. Để lựa chọn các loại thịt như thịt bò, thịt gà, thịt lợn, người tiêu dùng cần chú ý đến tinh chất của từng loại thịt để có cách lựa chọn an toàn nhất. Đối với thịt bò, nên chọn thịt có màu đỏ, thớ thịt nhỏ, mỡ có màu vàng tươi, gần màu trắng và cứng khi ăn vào. Thịt bò kém chất lượng sẽ có màu sậm, nâu đỏ, mỡ vàng đậm, độ đàn hồi kém, thịt nhão, bề mặt thịt nhớt, có mùi hôi. Đối với thịt lợn, nên chọn miếng có màng ngoài khô, màu sắc đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, óng ả, rắn chắc, độ đàn hồi cao. Lấy ngón tay ấn vào thịt, không để lại vết lõm. Khi bỏ ngón tay ra, không bị dính. Đối với thịt gà, nên chọn gà sống, khỏe mạnh, lông mượt, óng, màu đỏ chót, hậu môn đỏ, chân bé, thẳng và không đóng vảy, ức đầy, hậu môn không ướt. Gà màu tím tái, mắt lờ đờ, chân lạnh, ủ rũ hay vảy mỏ là những con đã bị bệnh. Đối với các loại cá, nên chọn các loại cá còn tươi, có miệng ngậm kín, thân cá rắn chắc, đàn hồi, không để lại vết ấn của ngón tay trên thịt cá. Mắt cá trong, vảy cá óng ánh, bám chặt thân cá, không có mùi hôi thối khó chịu. Đối với các thực phẩm đóng hộp hoặc thực phẩm đông lạnh, chỉ mua thực phẩm khi biết rõ nguồn gốc. Thực phẩm được kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm, còn hạn sử dụng, điều kiện bảo quản đúng, không chất phụ gia trái phép, nhãn hàng có uy tín. Việc lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên, nếu không bảo quản đúng cách, thực phẩm lại dễ dàng biến chất, nhiễm các loại vi khuẩn có hại cho sức khỏe. Với những loại quả gia vị như ớt, cà chua, dọc, dứa, trước khi cho vào tủ lạnh bảo quản, cần rửa sạch, loại bỏ những quả lõm mềm, không cứng và có dấu hiệu thối hỏng. Sau đó cho vào túi đóng kín, buộc lại và để vào ngăn đựng rau củ của tủ lạnh. Bên cạnh đó, mỗi loại rau sẽ thích hợp với từng nhiệt độ khác nhau. Bắp cải, súp lơ, cà rốt, cần tây, hành,
có thể chịu lạnh hơn nên không cần bao bọc kỹ bằng các loại rau lá mỏng như xà lách, cải mơ, cải cúc. Bảo quản theo các phương pháp cổ truyền là để nơi thoáng mát. Ví dụ ngày xưa bảo khoai tây là người ta làm các cái giàn, xong để khoai tây chứ phải bảo quản, cái hình thức bảo quản là phải thoáng mát. Có thể bảo quản trong tủ lạnh với điều kiện phải biết cách bao gói nó, không làm dập nát các loại thực phẩm ấy thì mới có thể bảo quản lâu dài, không thì nó sẽ lại bị hư hỏng ở trong tủ lạnh. Đối với thịt, cá tươi sống, sau khi làm sạch và sơ chế, cần được bảo quản ở ngăn đá. Nên chia nhỏ thịt cá thành những phần nhỏ, gói riêng vào túi ni lông. Trước khi chế biến, nên để ngăn mát giã đông từ 4 đến 5 giờ. Đối với thức ăn nấu chín, cần để nguội hẳn, phân loại và để trong những hộp riêng, đậy kín rồi mới cất vào tủ lạnh. Bởi việc bảo quản kín sẽ giúp thức ăn không bị khô, không bị bốc mùi, không lây nhiễm vi sinh sang các món ăn khác. Đặc biệt, khi để nhiều thức ăn trong tủ lạnh, cần chỉnh lại nhiệt độ. Nhiệt độ thích hợp trong ngăn đá để bảo quản thực phẩm là từ âm 18 đến 4 độ C. Thời gian sử dụng tốt nhất trong 3 đến 5 ngày. Không nên giữ trữ thực phẩm quá lâu trong tủ lạnh. Cách bảo quản trong tủ lạnh thì đấy là chắc chắn cần thiết. Nhưng mà phải chú ý đến vấn đề giã đông của thực phẩm. Bởi vì nếu mà ta không cắt ra sớm để vào từng ngăn một, mà chúng ta để một cái tảng lớn, xong người ta giã đông để cắt ra thì cái đó rất nguy hiểm, vì các loại vi khuẩn nó rất dễ tái xâm nhập vào trong các cái thịt đó. Không nên dự trữ quá nhiều thực phẩm, chỉ nên mua thực phẩm đủ dùng trong 2 đến 3 ngày Tết. Chọn lựa các loại thực phẩm tươi sống có kiểm định của cơ quan chức năng. Thực phẩm sau khi mua về cần được chế biến ngay hoặc phải bảo quản trong tủ lạnh. Các thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh cần được bọc kín và để riêng thức ăn sống và chín, tránh sự nhiễm khuẩn chéo. Đối với thức ăn đã chế biến sẵn, nên chọn mua tại những nơi có uy tín, đáng tin cậy, được công bố chất lượng. Nên sử dụng thức ăn trong vòng 2 giờ sau khi chế biến, tốt nhất là nên ăn ngay khi còn nóng.